Xin chào các bác nhé. Và hôm nay thì em Loan Kim Môn Hải Dương lại tiếp tục quay cho bác xem một cái mẫu xe. Đó là chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2004. Và ở chiếc xe này thì em bán với giá là 245 triệu đồng. Và xem xe tại Hiệp An, Kim Môn, Hải Dương nhé. Và bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0976 081 699 em Loan để được sở hữu như tư vấn trực tiếp hơn cái mẫu xe này nhé. Và sau đây em sẽ đi vào tổng thể cái chiếc xe Mazda 3 2004 để cho các bác cùng tham khảo qua nhé. Dạ vâng, trước màn hình của chúng ta đây là một cái mẫu xe Mazda 3 sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động, biển Hà Nội 4 số nhá. Nói chung là biển 4 số rất là đẹp, 29V5445. Về bác nào ở khu vực Hà Nội thì rất là phù hợp cho việc sang tên đổi biển, đỡ tiền phí sang tên đổi biển gần 20 triệu ấy ạ. Với cái nói chung là với cái chiếc xe Mazda 3 2004 này thì xe cam kết không nổi, không đâm đụng, ngập nước nhá. Các bác có thể thử xe hay test thoải mái. Xe này em đang để ở Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương. Về bác nào có nhu cầu thì tới cửa hàng chợ ô tô Kinh Môn, Hải Dương để xem xe nhé. Và liên hệ với em qua số điện thoại 0976 081 699 để được tư vấn cũng như là sở hữu cái mẫu xe Mazda 3 2004 này nhé. Và chiếc xe này em bao giá toàn quốc nhé, 245 triệu đồng. Sở hữu ngay cái mẫu xe Mazda 3 2004 số tự động, màu bạc, màu ghi bạc nhé. Một chiếc xe gia đình rất là đẹp. Xe đi rất là bốc, nói chung là xe thương hiệu của Nhật Bản rồi. Một chiếc xe rất là chắc chắn, gầm rất là chắc chắn, tôn vỏ rất là mỏng, nói chung là rất là bền bỉ cho cái dòng xe Mazda 3 này. So với thời điểm hiện tại cũng là hơn chục năm rồi, nhưng cái dòng xe này còn rất là nhiều người ưa chuộng. Một cái dòng xe rất là bền. Mà giá chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Chúng ta đã sở hữu ngay một cái mẫu xe Mazda số tự động này. Đi cực kỳ đầm, mà cực kỳ là nhàn, mà tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đấy, đó là một cái mẫu xe Mazda 3 sản xuất năm 2004. Và chiếc xe được trang bị túi khí phanh ABS, gương kính chỉnh điện. Một chiếc xe màu ghi bạc nguyên bản, không hề có hiện tượng là sơn đổi màu nhá. Sơn nguyên bản đấy ạ. Sơn tỉa thì không tránh được vì nó xước sát mà. Về form dáng xe thì nói chung là form dáng rất là tươi xe, form còn nguyên form dáng, không dầm đụng ngập nước gì cả. Và chiếc xe này đăng kiểm tới tháng 7 năm 2019 nhá. Đăng kiểm tới tháng 7 năm 2019. Đi cực kỳ đầm các bạn, đi cực kỳ đầm. Nói chung là form dáng của chiếc Mazda 3 và Mazda 6 nó tương đương nhau. Nó cũng không có gì thay đổi nhiều cả. Và hôm trước thì cũng có bác muốn sở hữu cái mẫu xe Mazda 6 cũng như Mazda 3 em đang quay đấy, Mazda 3 màu đen ấy. Thì em đã nhận cọc tiền của khách rồi và em mới về một cái chiếc Mazda 3 2004 này màu bạc. Thì bác nào đặt thế thì cũng em không nhớ đâu, thì các bác vui lòng liên hệ nhé qua số điện thoại của em là 0976 081 699 để em tư vấn rõ hơn về cái mẫu xe cũng như là được sở hữu cái mẫu xe này nhé. Trước khi đi vào cái phần nội thất thì các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như like kênh, chia sẻ kênh, bật nút chuông thông báo giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em được cập nhật thường xuyên trong ngày nhé. Đó, bây giờ em sẽ đi vào cái phần nội thất của chiếc xe Mazda 3 này cho các bác cùng xem. Đây là cái nội thất của con chiếc Mazda 3 này 2004 này. Nói chung là nội thất bên trong là cái màu gam pha trộn màu đỏ, màu đen và một số bộ phận của chiếc xe này được chủ xe dán cái phần giả gỗ. Nói chung là bức của xe một cái cảm giác gì đó rất là đẹp. Nói chung là rất là sang trọng. Được bọc thêm một số cái bộ phận, cái chức năng của chiếc xe này là có cái bộ phận giả gỗ nên là nhìn rất là đẹp, rất là sáng xe nhá. Và xe chạy là 16 vạn các bạn. 16 vạn nhá. Xe chạy 16 vạn. 16 vạn 7. Nội thất của chiếc xe này rất là, nói chung là rất là đẹp.
Nội thất này thì không phải nội thất nguyên bản rồi. Nội thất này nội thất đã được bọc lại, đã được chủ xe bọc lại rồi. Rất là đẹp, nói chung rất là đẹp. Đây số đây không có hiện tượng là rắt số nhá. Số rất là nhẹ, số rất là nhẹ luôn ạ. Và điều hòa rất là mát, âm thanh thì rất là hay. Lát em sẽ thử thử cái phần âm thanh rồi là test cho các bác xem nhá, xem qua. Đó. Một chiếc xe nói chung là một chiếc xe gia đình sử dụng thôi, rất là đẹp. Rất là hoàn hảo. Mazda 3204. Nói chung là chiếc xe thì không hề lỗi gì cả, không hiện tượng đâm đụng ngập nước gì cả. Cột kèo còn nguyên, cột kèo keo chỉ còn nguyên nhá. Nói chung là một chiếc xe tương đối là đẹp, tương đối đẹp đây. Cột kèo không hiện tượng là đâm đụng gì cả. Còn nguyên cột kèo. Kèo nhá. Và hầu hết là keo chỉ zin, keo chỉ zin luôn ạ. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin theo xe. Và gương kính chỉnh điện hoạt động bình thường. Không có hiện tượng là lỗi gì cả. Đó. Một chiếc Mazda 3. Nói chung là rất là đẹp nhá. Nó cũng chỉ hơn 200 triệu đồng thôi, bằng giá một con Moline. Giá một con Moline thôi. Nhưng mà chúng ta đã sở hữu cái mẫu Mazda 3 cái dòng sedan này rồi. Số tự động đi rất là nhàn mà rất là khỏe xe, một cái dòng xe rất là bền. Rất là bền. Đó. Đây là cái hàng ghế sau. Nói chung là hàng ghế sau này thì cũng ít người sử dụng thôi. Đây là xe em chưa rửa gì cả. Em quay cho các bác xem luôn. Nói chung là xe như thế nào thì em cũng tả vậy. Nên là nếu các bác nào mà muốn xem trực tiếp thì kết nối Zalo nhá, để em gửi em sẽ quay video trực tiếp cho các bác xem, nếu được thì các bác chốt cho em. Còn bây giờ em sẽ đi vào cái video tổng quát này, video tổng quát cho các bác cùng xem qua cái video này thôi. Về chụp cái mẫu xe Mazda 3 này. Đó. Cái nói chung là form dáng của chiếc Mazda 3 thì còn rất là đẹp, form dáng rất là đẹp. Và máy chạy cực bốc nhá, máy chạy cực bốc, xe này rất là khỏe. Đó. Nội thất thì nói chung là cũng rất là rộng rãi, khoang để chân cũng rất là thoải mái luôn. Nói chung là em quay chiếc xe này cũng khá là chi tiết rồi, khá là chi tiết rồi nhá. Thế nên là các bác muốn xem rồi thiện chí thì cứ alo cho em. Nhiều khi các bác nhắn tin thì em không thể check lại được, nên các bác cứ cứ gọi điện nhá. Gọi điện 24/24. Nói chung là một chiếc xe nói chung là sử dụng cho gia đình thôi, rất là đẹp rồi. Có hơn 200 triệu đồng thôi, 245 triệu đồng. Thì các bác có thể sử dụng ngay một cái mẫu xe Mazda 3 2004 phiên bản số tự động màu ghi bạc, rất là tươi xe. Nếu chiếc xe này rửa đi, em rửa đi thì rất là bóng. Đây là em chưa rửa, nói chung là bụi bặm để ngoài cửa hàng ấy, nó rất là bụi. Cái chiếc Mazda 3 2004 đây nói chung là đi rất là đầm, rất là đầm và khỏe xe nhá. Điều hòa rất là mát đây nhá. Chuẩn là 16,7 nhá các bác nhá. 16,7. Nói chung là một chiếc xe gia đình thôi. Phiên bản số tự động các bác có thể mua về cho vợ hay là cho con, nói chung là đi rất là đẹp. Không nhất thiết là phải mua những cái xe quá đắt tiền. Xe che nắng che mưa mà form dáng thì rất là đẹp, form dáng rất là đẹp. Đây đó là một cái bộ phận máy móc, nói chung là chức năng an toàn, chức năng quan trọng nhất của cái chiếc Mazda 3, nói chung là quan trọng nhất của chiếc xe 4 chỗ này rồi. Đó là cái bộ phận máy móc của chiếc xe này nhá. Nói chung là xe rất là khô ráo, rất là khô ráo. Và không có hiện tượng là chảy dầu nhớt gì nhá. Rất là khô. Đó. Rất là khô nhá. Này, các bác nhìn này. Máy móc cực kỳ khô, khô ráo và sạch sẽ, chung sạch sẽ, chung rất sạch sẽ.
xe không hề có hiện tượng là đâm đụng hay là nước gì cả. Máy rất là khô. Chiếc xe Mazda rất là tươi xe. Rất là tươi xe. Không thể nói là đẹp xuất sắc được, vì xe cũ em không dám đảm bảo. Em chỉ có thể nói là tương đối, nói chung là tương đối thôi. Vì nó là xe cũ mà cũng đời rất là sâu rồi, đời 2004. Mà giữ được cái chất xe như thế này thì còn khá là đẹp. Khá là đẹp các bạn. Em sẽ lổ qua cái phần máy cho các xem nhé. Xe của cái chiếc Mazda này rất là rộng rãi nhá. Chúng ta đi du lịch hay là đi, nói chung đi làm để rất là nhiều đồ, rất là nhiều đồ đấy. Nói chung là cốp xe này em chưa rửa nên nó hơi bẩn một chút, chứ nói chung là một chiếc cốp xe này nó rất là rộng rãi và lốp sơ cua vẫn còn nhá, lốp sơ cua rất là đẹp. Đây, lốp sơ cua đây. Nói chung là còn đầy đủ. Và chiếc xe này thì nói chung là cũng còn tương đối đẹp, tương đối đẹp. Cốp cáp thì rất là rộng. Xe rất là rộng rãi. Và các bác có thể biết thêm chi tiết rõ hơn thì cứ qua cửa hàng nhé, chợ ô tô Kinh Môn Hải Dương, Hiệp An Kinh Môn Hải Dương. Và có thể không qua được thì liên hệ em qua số điện thoại là 0976 081699 và cái lối Zalo số đấy cho em nhé. Đấy, em sẽ quay video trực tiếp cho các bác. Nếu có ở xa mà có nhu cầu xuất chiếc xe này thì em cũng quay trực tiếp cho các bác xem luôn cho tiện. Vâng, vừa rồi em đã quay cho các bác xem qua cái mẫu xe Mazda 3 2004 với giá là 245 triệu đồng. Thì các bác nào có nhu cầu thì đến trên xe tại Hiệp An Kinh Môn Hải Dương và liên hệ với em Loan qua số điện thoại nhé, 0976 081699, để sở hữu như là tư vấn trực tiếp rõ hơn về cái mẫu xe Mazda 3 này. Và trước khi kết thúc video thì em xin thành cảm ơn các bác quan tâm theo dõi kênh của em trong suốt thời gian qua. Và các bác đừng quên đăng ký kênh, like kênh, chia sẻ kênh giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất được cập nhật thường xuyên trong ngày nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những video tiếp theo.